Chào mọi người nha. Bữa nay mình cho mấy cục vàng của mình ăn cứ chiều, cháo thức ăn chiều, bữa thức ăn chính. Ăn chiều này thì mình cho nó ăn cháo đầu gà, rồi ít nhái đó, ăn thấy mê luôn mọi người. Đây nữa, bên đó nữa, bên đó còn mê ngủ chưa ăn. Tầm 5 giờ mấy 6 giờ mình mới cho ăn, 10 hoặc 7 giờ mới cho ăn, mà bữa nay thấy trời chuyển mưa cho ăn xuống. Bữa ăn chiều của đàn tròn của mình là chỉ nhiêu đó đó phần ăn hôm nay. Mọi người xem video mà thấy thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì cho cứ nhắn tin để trò chuyện với mình trò chuyện. Còn đây mình quay cái này chủ yếu là để mình quay cái thú vui thôi, chứ mình không có quay gọi là quảng bá hay là phô trương hay là nói trang trại gì của mình đâu. Mình chỉ quay vậy thôi, nên là nói quay để cho anh em cô chú anh chị mình tham khảo thôi, chứ còn so với đàn anh đàn chị cô chú mà đã đi trước rồi thì mình xin phép không có nói tới. Mình chỉ nói cho những bà con mình, anh em mình là anh chị em, là những người có dự định là tới đây, có dự định là muốn tìm hiểu về con trùng hương này và để muốn nuôi này, thì để cho cô chú anh chị em mình tham khảo thôi. Đây là con đực mọi người, đây là con cái. Cái này cái chữa nha. Còn anh bên đây thì giỡn giỡn đó. Giỡn ăn no mà giỡn. Rồi video của mình đến đây kết thúc ha. Người xem cảm thấy có hứng thú thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình khi mình ra cái clip sau mọi người có thể nhận được thông báo.